Ngày hôm nay mọi người sẽ cùng Trâm tìm hiểu tiếng Anh thực tế được sử dụng trong quán cà phê ở Mỹ như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ order thử món đồ nhé. Can I have a power shake, please? May I have a name? Yes, my name is Trâm. T-R-A-M. It'll be $10.92, so you can pay right over here. Vừa nãy cô ấy có hỏi tên của mình để lát nữa gọi mình ra lấy đồ. Khi mà mình thanh toán thì mình có thể dùng thẻ hoặc là dùng tiền mặt. Bởi vì Trâm không có tiền mặt nên mình sẽ dùng thẻ nhé. Có 3 mức tips các bạn có thể thấy ở đây là 15 này, 20 hoặc là 25. Vì Trâm nhà nghèo nên chỉ chọn 15 thôi. Đoạn này là chúng ta cần phải ký vào nhá. Cho tiền tips gần như là một văn hóa bắt buộc ở Mỹ. Lý do là những người ở trong ngành phục vụ thường nhận được mức lương rất là thấp, thấp hơn so với mức lương cơ bản, và họ sống chủ yếu dựa vào tiền tips của khách hàng. Đang đi cà phê mà muốn đi vệ sinh thì các bạn cần phải tìm chỗ nào có biển đề chữ restroom các bạn nhé. Tuy nhiên thì các restroom ở Mỹ đa số đều có mật khẩu để đảm bảo là người ngoài không thể ra vào một cách tự do được. Vậy thì chúng ta sẽ đi ra chỗ của phục vụ để hỏi. Excuse me, what's the code to the restroom, please? It's 7390. Thank you. Đây chính là nhà vệ sinh, restroom, và đây là nơi mà chúng ta sẽ nhập mật khẩu vừa hỏi xong. Vậy là mọi người có thể tự tin đi cà phê ở Mỹ rồi. Mình là Trâm Nguyễn, trực tiếp từ Washington DC.